chính đặc công anh hùng. Hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2021, trong niềm vui chào mừng thành công đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, ban liên lạc cựu chiến binh đoàn của ngành chính đặc công đông nam bộ khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tổ chức giao lưu gặp mặt truyền thống đơn vị lần thứ 9 kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thay mặt ban liên lạc, tôi xin gửi đến các đồng chí, các bạn lời chúc sức khỏe, đoàn kết và hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí, sau chiến dịch Mậu Thân 1968, lực lượng quân chủ lực và cơ sở cách mạng của ta ở Nam Bộ chịu nhiều thiệt hại phải rút về căn cứ sản xuất ở Campuchia để củng cố. Trước tình hình này, Trung ương Đảng chỉ thị tập trung mọi nỗ lực tiếp tục tổng công kích xuân Kỷ Dậu 1969 và ngày 4 tháng 2 năm 1969 tại chiến khu Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy biển quyết định thành lập trung đoàn 429 đặc công. Sau mấy tháng chiến đấu và giành chiến thắng vang dội của đơn vị, ngày 4 tháng 7 năm 1969, Bộ Chỉ huy biển quyết định thành lập đoàn 429 đặc công trên cơ sở trung đoàn 429. Đến tháng 11 năm 1969, Bộ Chỉ huy biển quyết định thành lập lữ đoàn 429 đặc công trên cơ sở đoàn 429. Sau giai đoạn 2 chiến dịch Nguyễn Huệ, khi các tiểu đoàn 9, 10, 16 đi làm nòng cốt xây dựng các đoàn đặc công 113, 115, 117, 119, đến tháng 9 năm 1972, lữ đoàn 429 thu gọn thành trung đoàn 429. Ngày 16 tháng 3 năm 1973, Bộ Chỉ huy biển quyết định thành lập đoàn đặc công 27. Đến tháng 4 năm 1974 đổi thành sư đoàn 2 đặc công, thì trung đoàn 429 là đơn vị trực thuộc sư đoàn 2 đặc công này. Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sư đoàn 2 đặc công đi xây dựng công trình thủy lợi Hồ Dầu Tiếng. Ngày 29 tháng 5 năm 1977, khi quân 41 đánh công biên giới Tây Nam, quân khu 7 quyết định tách trung đoàn 429 khỏi sư đoàn 2 về trực thuộc quân khu 7. Sau đó được Bộ Tư lệnh quân khu 7 ủy quyền, ngày 2 tháng 10 năm 1977, Bộ Tư lệnh sư đoàn 2 ra quyết định tái thành lập trung đoàn 429. Sư đoàn 2 khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam được tổ chức lại và mang tên hiệu là sư đoàn 302 của binh. Ngày 26 tháng 12 năm 1976, Bộ trưởng Quốc phòng ra quyết định tái thành lập đoàn đặc công 429, giữ nguyên truyền thống của lữ đoàn 429 từ ngày thành lập 4 tháng 2 năm 1979. Một số nét về truyền thống của đơn vị đó là: một, đoàn 429 là một đơn vị vừa đánh giặc vừa xây dựng lực lượng đặc công cho chiến trường Nam Bộ cùng với chi viện của binh chủng từ miền Bắc cho chiến trường. V2, Bộ Chỉ huy biển đã điều động các tiểu đoàn đặc công chiến đấu của đoàn 429. Làm nòng cốt thành lập thêm 5 đoàn đặc công ở chiến trường Đông Nam Bộ gồm đoàn 367, đoàn 113, đoàn 115, đoàn 117, đoàn 119. Chỉ có cái đoàn 10 ấy, là nó để thành lập được đoàn 419 chỉ ta là 1 năm. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, đoàn 419 đã huấn luyện 22 tiểu đoàn, 12 đại đội đặc công bổ sung cho các đơn vị địa phương trên chiến trường Nam Bộ, thành ra cái khung huấn luyện đặc công của chiến trường Nam Bộ. 2. Đoàn 429 là đơn vị đặc công đánh vào căn cứ quân đội Mỹ có hiệu suất chiến đấu cao, làm cho quân Mỹ phải kinh hoàng khiếp sợ như các trận đánh đánh sư đoàn 25 bộ binh cơ giới Mỹ ở Dầu Tiếng, ở Đồng Du, đánh sư đoàn kỳ binh bay của Mỹ ở sân bay Tẹt Ninh, đánh sư đoàn ánh cà đỏ của Mỹ ở Bù Na, Phước Long. 3. Đoàn 429 là đơn vị đặc công chiến đấu hợp đồng binh chủng cùng bộ đội xe tăng, bộ binh rất hiệu quả trong trận đánh chi khúc Việt Đức tháng 12 năm 1973. Tiểu đoàn 14 đặc công phối hợp với một đại đội xe tăng T-54, một đại đội bộ binh do đặc công chỉ huy trong hành tiến ban ngày, chi viện cho tiểu đoàn 13, tiểu đoàn 78 đặc công đang cầm cự chốt trừ trận địa trong hàng rào căn cứ địch. Sau hai đợt công kích đánh thẳng vào chi khu Việt Đức, ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch trong căn cứ, giải phóng chi khu Việt Đức. 4. Sau đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 năm 1975, trung đoàn 429 nằm trong đội hình của sư đoàn 302 bộ binh, là một trong những đơn vị có mặt ngay từ ngày đầu chiến tranh biên giới Tây Nam tháng 5 1977 và trực tiếp chiến đấu 10 năm liên tục giúp cách mạng Campuchia từ năm 79 đến 89, lập nhiều chiến công như trận Bắc Núi Cốc, Nam Tà Ven, căn cứ Tà Tung, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả của quân đội ta với đất nước bạn Campuchia. Kính thưa các đồng chí, đoàn 429 đặc công xây dựng và chiến đấu từ năm 1969 đến 2021 với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lữ đoàn 429
và 3 đơn vị trực thuộc đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng 26 huân chương quân công, 158 huân chương chiến công các loại, 1 huân chương bảo vệ Tổ quốc, 1 cờ danh dự vẻ vang, 2 cờ đánh giỏi. Cá nhân có 8 đồng chí được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng 685 huân chương chiến công các loại cho các chiến sĩ. Hiện nay đơn vị được binh chủng giao nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu chống bạo loạn trên địa bàn quân khu 7 và quân khu 9. Thế hệ cán bộ chiến sĩ của đơn vị hôm nay phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, tiếp bước quân hành giữ vững truyền thống vẻ vang, tự lực tự cường, độc quả kiên cường, luôn sâu thể hiện đoàn kết chiến thắng. Kính thưa các đồng chí, ban liên lạc hội cựu chiến binh đoàn 49 tại công khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, chúng ta đã qua 8 lần giao lưu gặp mặt và đây là lần thứ 9. Ôn lại truyền thống của đơn vị, chúng ta khắc sâu sự quan tâm về mặt mọi mặt của Đảng, Bác Hồ, của quân đội, nhân dân và các đơn vị bạn đã cùng chúng ta chiến đấu và chiến thắng. Đồng thời, chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các cán bộ chiến sĩ đặc công đã dũng cảm chiến đấu hy sinh. Các đồng chí thương binh, bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu, sức lực của mình cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ biên giới chủ quyền của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Hôm nay chúng ta xin gửi đến các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ lời thăm hỏi ân cần và mong các đồng chí, các chị, các em vươn lên khắc phục khó khăn cùng chúng tôi hoàn thành làm thành các phần việc mà các liệt sĩ còn để lại để tiếp tục đóng góp xây dựng cho sự nghiệp xây dựng phát triển của quê hương đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ yêu quý của chúng ta đã hiến trọn đời mình vì Tổ quốc, vì nghĩa lớn của dân tộc. Thưa các đồng chí, hôm nay tại đây chúng ta có lại những ngày tháng oanh liệt hơn nửa thế kỷ xây dựng huấn luyện chiến đấu của đoàn 49 tại công trong Nam Bộ anh hùng. Mỗi một cựu chiến binh chúng ta có quyền tự hào mình đã từng là người lính đặc biệt tinh nhuệ của 49 ở chiến trường Đông Nam Bộ, chiến trường Campuchia, trải qua một thời máu lửa, một thời nếm mật nằm ngay buồn sâu đại hiểm, nở qua trong lục đình phá nát quân thù, lập nhiều chiến tích trong công tác chiến đấu. Chúng ta tự hào đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn trong ngày vui đại thắng 30 tháng 4 năm 1975. Chúng ta tự hào đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả ở đất nước Campuchia và chúng ta tự hào đến được một người hôm nay lập lại nhịp thống hôn chương. Hôm nay gặp mặt nhau đây, chúng ta chúc mừng các đồng đội sau giấc ngủ đã tiếp tục phấn đấu phát huy hết khả năng của mình để đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho quê hương. Đồng thời chúng ta chia sẻ với những đồng đội chưa được may mắn, gia đình còn nhiều khó khăn đang cố gắng vươn lên, tin tưởng rằng với bản chất anh bộ đội phù hộ, người lính binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, các đồng chí sẽ phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, luôn tận mạnh dạn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng hội cựu chiến binh, làm tổ công tác hậu phương quân đội, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh dân chủ, công bằng văn minh như bản cổ căn dặn. Nhân dịp ngày vui gặp mặt này, một lần nữa tôi thay mặt ban liên lạc hội cựu chiến binh toàn bộ 49 đặc công khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các phu nhân của lính đặc công và tất cả các cựu chiến binh chúng ta đã không ngại tuổi cao, sức khỏe yếu, đường xa để hôm nay có mặt trong cuộc hội ngộ này. Các đồng đội đã đem đến cho chúng ta niềm vui, niềm tự hào về nghĩa tình người lính đoàn 49 đặc công Đông Nam Bộ anh hùng trong dịp lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Một lần nữa xin kính chúc quý vị khách quý, các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết. Qua quý vị đại biểu và các đồng chí xin gửi đến bạn bè, người thân trong gia đình lời chào kính trọng. Xin cảm ơn. Nói đến cái tiểu là trung đoàn 49 này. 49 là nói ta nói là hơi lung tung. Lịch sử của nó là thành lập là ngày 4 tháng 2 năm 49. Đó. Và nó ở thế là tháng 59 đi đến tháng 6 á là nó nâng cấp lên từ trung đoàn gọi là đoàn 49. Đó. Nhưng mà đến tháng 11 á thì mình nó nâng lên là lữ đoàn 49. Mà lữ đoàn đó là lữ đoàn đầu tiên của binh chủng đặc công. Cái lợi nó chỉ có đoàn, có trung đoàn, có đại đội, tiểu đoàn. Tự hào về truyền thống binh chủng nói chung và đoàn của 49 nói riêng. Ở đây, đây. Là nó là lữ đoàn đầu tiên của binh chủng đặc công. Tất cả trong bài hát có chú khó là anh cho cô lưu tự hào đấy. Rồi, ok. Rồi, đến năm
cái lữ đoàn niệm về tại ni là đi công tác lạc đường mà nói ngôn ngữ bất đồng là tức chết được mang tụi nó lữ đoàn 429 là nó có cái tiểu đoàn đó. Ngày trước á nó có tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 7. À, là đầu tiên là nó có 5 tiểu đoàn như thế. Sau này là thành lập thêm tiểu đoàn 9 ở miền Bắc vào quân Hà Nội đấy. Mà nó sau này làm nông cốt xây dựng trung đoàn đặc công. Em nghe để tự hào cho cả các anh nhá. À, em là, tự hào về những người đặc công. Tiểu đoàn 9. Năm 70 là thành lập thêm tiểu đoàn 10. Quay lại bên chia sẻ cái khóa nhá. Tiểu đoàn 10. Rồi đến năm 7 đến năm 8 năm 70 thì bổ sung một lúc 3 tiểu đoàn. Từ miền Bắc vào là 13, 14, 15. Sau này thành lập tiểu đoàn 16. Bậc kiếm vô đây này. Đấy. Thoải mái, tiểu đoàn 16, à, rồi tiểu đoàn 19, đấy, là kịch sổ như thế. Còn đến năm 73 thì thành lập hai tiểu đoàn nữa là tiểu đoàn 78, tiểu đoàn 79, là đến đó là kịch của nghe đơn truyền thì thiếu ta cảm thấy tự hào được những năm tháng thông chiến đấu trúc. Còn là khi đến năm 77 gặp nhau như thế là quý quá rồi. Năm bảy ba thì về là năm mùa hình của đoàn 07 không cô đó là ví dụ như đoàn 07 đoàn 06 á mà tôi nhớ là tăng thiết giáp đoàn 07 là được phóng đoàn 07 năm là phóng đứng qua đứng qua đứng qua đây qua đứng qua đây chúng ta thảo bắt chụp hay là quay đấy quay cơ hội được bản anh cho bọn tôi nha không chưa mời nhà chơi chia sẻ là tốt về dừng thanh video đang quay chia sẻ chơi được ra được chia sẻ nhá chia sẻ để chia sẻ video rồi nó chia sẻ lên chia sẻ video mới lấy được chia sẻ mới lấy được. Như vậy là năm 773 thì thành lập đoàn 27. Anh ngọc cái lối mang nó nhớ nhà bán nhá. À mà anh này, năm 773 là thành lập đoàn 27 đặc công thì 429 á là trung đoàn đặc công. Còn cả cái đoàn như 113, 115, 116, 117, 119. Rồi đoàn 10, đoàn 10 người ta gọi là đoàn, tức là nó quy mô nó nhỏ hơn cái trung đoàn 429. Là chuyển sang cái gốc của 429 là chuyển sang thành là một trung đoàn biên phòng. Đó, thì tái thành lập một cái 429 nữa. 429 là về quân khu. Thì sau đó lại tái thành lập một cái đoàn 429 tiếp. Đi về với cái sứ đoàn 302 của Bình. Đó, cơ động liên tục từng đó là nó đánh nhau tham gia đánh nhau cho đến năm 89 khi đó về rút về nước. Thì cái 429 mà ở bên Campuchia về nước thì sau này nó về ở Xuân Lộc. Nó đóng quân ở Xuân Lộc làm một cái đơn vị huấn luyện của Bình ở đó. Còn là năm 96 á. Năm 96 á thì lấy cái gốc của đoàn 117 là bàn giao cho cái khung của 198. Bàn giao cho khung của 198 là 198 thì khi đó chiến tranh miền Bắc á là điều cái 198 á ra cho quân khu 1. Đó, sau khi quân khu 1 xong rồi thì lấy cái bộ khung về á sáp nhập về 117. À 117. Và đến năm 96 á thì thể theo nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ ở Đông Nam Bộ là tái thành lập cái đoàn đặc công của mình. Thì lấy cái 117 về 118 này á 117 với 198 này á đó, làm cái nguồn đó, để mang lại thiên hiệu của bộ thế chính cho đến bây giờ. Đấy, đấy, có những lúc còn đẩy ta theo quân đơn 3, quân đơn 4 đi cả quân đơn 4 đấy không biết đơn gì là quân mình làm đoàn môn.